Xin chào tất cả các bạn nha. Thì trên bàn của mình đây là những cái nguyên liệu kem trộn nha các bạn. Thì hôm nay shop mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái bộ kem trộn như thế này. Đó, gồm tất cả những loại kem trên bàn mình đây nè. Thì cái bộ kem trộn này theo mình đánh giá thì bên shop mình đã bán cho rất là nhiều khách và khách phản hồi rất là tốt. Nhiều khách hàng đã mua về sử dụng và đã mua lại rất là nhiều lần, và cũng đồng thời là nhiều khách đã giới thiệu cho rất là nhiều bạn bè của khách giới thiệu đến shop mình để mua cái bộ kem trộn như thế này. Thì trên bàn của mình đây là những cái nguyên liệu một cái bộ kem như thế này là 500k nha các bạn. Thì bộ kem 500k này như thế, nó gồm có những nguyên liệu gì thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem. Thì thứ nhất đây là mình gồm có 6 hũ con én nè các bạn. Thứ hai là 6 hũ muôn thở. Thứ ba là 6 hũ muôn thanh hiền. Thứ tư là 4 hộp bên là. Thứ năm là 4 hộp kích trắng. Thứ 6 là một cái hũ kem cốt thái nha các bạn. Hũ kem cốt thái. Rồi, cái chất kem đó là dạng kem cốt. Thứ 7 là cái viên. Cái viên này viên pH 8, cái viên thuốc tây để mình trộn vô nó kích trắng thêm cho làn da của mình. Thứ 9 là 3 hộp kem cô gái Nhật. Thứ 10 là 1 hộp Quatinin Thái chữ đỏ. Thứ 12 là 6 hộp tóc xù. Thứ 13 là 6 hộp Emon. Thứ 14 là 6 hộp BC. Và cuối cùng là 6 hộp Mene nha các bạn. Thì cái bộ kem trộn này shop mình cam kết với các bạn, khi mà các bạn chọn ra cái bộ kem trộn này xài rất là ok. Nó kem nó khi mình chọn nó rất là tan đều. Thứ hai nữa là khi mà mình thoa kem vô thì cái chất kem, cái bộ kem trộn này khi mình thoa kem lên da của mình nó không có bị hiện tượng rít, không có chấm chích và cũng không có lộ kem luôn nha các bạn. Thì các bạn yên tâm, mình shop mình cho các bạn đảm bảo với các bạn là cung cấp cho các bạn những cái nguyên liệu này là nguyên liệu hàng loại một hết nha các bạn. Thì cái bộ kem như thế này thì mình có thể trộn ra được tầm cỡ gần 1 ký kem nha các bạn. Thì hôm nay mình làm cái clip này mình chia sẻ đến các bạn. Thì thực tế cái những cái món hàng này khi mình chọn ra là chút xíu là mình chuẩn bị mình chuyển đi cho khách rồi. Thì các bạn nào mà muốn xài kem trộn mà đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, nguyên liệu hàng loại một, thì có thể tham khảo những cái sản phẩm, những cái bộ kem trộn bên shop mình như thế này để các bạn mua về tham khảo nha các bạn. Thì các bạn mua nguyên liệu về các bạn tự trộn và các bạn cảm nhận cái chất kem thì nó sẽ hay hơn mà khi các bạn mua những sản phẩm kem trộn mà người ta đã trộn sẵn, thì các bạn sẽ không cảm nhận được cái chất kem, khi mà không cảm nhận được những nguyên liệu khi mà các bạn mua kem về người ta đã trộn sẵn rồi, thì các bạn xài các bạn không có biết được cái nguồn gốc cái nguyên liệu mà người ta trộn nha các bạn. Chính vì thế các bạn, mình khuyên các bạn nên mua những cái nguyên liệu có sẵn như thế này. Bên shop mình, những nguyên liệu bên shop mình cung cấp là những nguyên liệu hàng loại một, thì các bạn yên tâm nha các bạn. Rồi, các bạn nào có nhu cầu mua cái bộ này thì hãy liên hệ shop mình sẽ để số điện thoại ở góc video nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video bên shop mình.